Sáng nay tại thành phố Vũng Tàu, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TechFest vùng Đông Nam Bộ năm 2019 và chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đông Nam Bộ. Tham dự lễ khai mạc có ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh thành khu vực miền Đông Nam Bộ. Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TechFest vùng Đông Nam Bộ năm 2019 diễn ra trong 2 ngày 23 và 24 tháng 9 tại thành phố Vũng Tàu với các hoạt động chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chung kết cuộc thi sáng tạo trong tầm tay năm 2019. Hội thảo kết nối đầu tư giữa startup với doanh nghiệp nhà đầu tư, trưng bày sản phẩm và dự án startup vùng Đông Nam Bộ. Giao ban khoa học công nghệ các tỉnh, thành phố, vùng Đông Nam Bộ lần thứ 15. Hội nghị khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng Đông Nam Bộ. Phát biểu khai mạc ngày hội TechFest vùng Đông Nam Bộ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cho rằng, thời gian qua, Việt Nam đã từng bước xây dựng và phát triển được hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Song để các startup trẻ phát triển, vẫn cần một môi trường đủ điều kiện thuận lợi hơn. Việc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các vùng, trong đó có vùng Đông Nam Bộ, là nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ở khu vực được giao lưu học hỏi và kết nối với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, các chuyên gia, nhà đầu tư. Qua đó có cơ hội nhận được sự hỗ trợ để phát triển dự án khởi nghiệp. Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp lớn trên các địa bàn của các tỉnh Đông Nam Bộ, mình quan tâm khi mình đã thành công rồi, thì mình lại dành lại cái nguồn lực của mình, nó không chỉ là cái tiền bạc đầu tư vào mà nó còn kể cả là cái sức lực của mình để hướng dẫn cho các em trẻ hơn hình thành những cái doanh nghiệp mới. Tôi mong muốn tất cả các bạn trẻ hãy hàng ngày luôn luôn hướng đến cái mới và không lo ngại thất bại. Ngay sau lễ khai mạc, 14 nhóm startup đến từ các tỉnh Đông Nam Bộ đã tham dự vòng chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đông Nam Bộ. Trong 14 nhóm, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 5 nhóm tác giả dự thi với 5 dự án khởi nghiệp. Mỗi nhóm sẽ trải qua phần thuyết trình về dự án và phần hỏi đáp của ban giám khảo trong thời gian không quá 12 phút. Các dự án lọt vào chung kết cuộc thi lần này ở nhiều lĩnh vực như giáo dục, du lịch, nông nghiệp, thực phẩm. Đặc biệt, nhiều nhóm startup đã chú trọng đến việc ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ để tạo ra những sản phẩm hữu ích cho cuộc sống, bảo vệ môi trường. Như dự án sản xuất phân hữu cơ vi sinh tận dụng từ nguồn chất thải trong quá trình sản xuất cao su, lò gạch và phế phẩm ngành nông nghiệp. Dự án chuyển đổi số trong nông nghiệp, dự án máy lọc nước biển thành nước ngọt cho ngư dân đánh bắt xa bờ. Vì do gia đình đó, cũng là những người đi biển nên mình biết được sự khổ cực của những con người mà khi ra ngoài khơi không có nước. Sống có một ngày có được lít nước à, khổ lắm. Nên đó là lý do mà phát triển dự án này. Thi này rất hoành tráng, quy mô. Các bạn trẻ khi mà tham gia cuộc thi này sẽ rất là vinh dự. Tại vì nó rất tự hào, tại vì sản phẩm mình nghĩ ra, mình đẻ ra nó thì mình đem đi thi. Mà nếu được có giải thì càng vinh dự. Nhưng mà đó là cũng động lực để cho nhiều cái để cho những thế hệ sau có thể thấy đó và làm gương để noi theo. Chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu và nghiên cứu nữa để tìm ra những cái giải pháp hiệu quả tốt nhất bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn sống, bảo vệ con người cho tương lai. Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TechFest Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ ngành, cơ quan, tổ chức chính trị xã hội tổ chức bắt đầu từ năm 2015. TechFest Việt Nam được tổ chức nhằm thúc đẩy liên kết các thành phần của hệ sinh thái gồm doanh nghiệp khởi nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Qua đó tạo dựng và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các bạn trẻ. Để kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp tại các vùng địa phương với hệ sinh thái quốc gia và quốc tế, chuỗi sự kiện TechFest vùng được tổ chức tại 4 khu vực khác nhau trên địa bàn cả nước, trước thêm sự kiện TechFest Việt Nam, trong đó có vùng Đông Nam Bộ. Đây là năm đầu tiên TechFest Đông Nam Bộ được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.